lên mục tiêu chung á, mục tiêu chung của một cái học một cái bệnh lý khớp thì phải biết về giải phẫu, thứ hai là nắm được các kỹ thuật, phân tích các kỹ thuật. Thì cái bài này là bài tập trung về MRI của khớp háng, nhưng mà em có nhấn mạnh lại thêm X quang và CT của khớp háng, mình phân tích một số bệnh lý thường gặp. Đường trọng ha, đường mô, đường trọng ngồi ha,
mùa này. Rồi đường mình hay gặp rất là đường xe tên xin tên lại còn được vòng con lũ về xe xe tên lại xe tên lại nè. Người ta có một con nhấn mạnh đó là khi mà bắt thường đường xe tên lại thì hãy xem thử có gãy vùng cổ xương đùi hay không, nhưng mà gãy cổ xương đùi chắc chưa chắc là bắt thường đường xe tên lại. Ở đây là một hình minh họa một cái tư thế đứng thẳng xoay trong và xoay ngoài. Mà nãy mình có nhắc là AB là mình phải xoay trong. Đó, nhìn hình nha. Một cái thái xoay trong thì nó làm sao? Cái phần bó chuyển lớn, bó chuyển lớn thì nó bị bung ra ngoài, nó không có tròn hẳn lên cổ xương đùi. Và khi xoay trong thì sao? Cổ xương đùi nó được kéo dài ra. Cho nên mình đánh giá giá phải thì mình rất là tốt. Xoay ngoài ha, xoay ngoài thì sao ạ? Cái vùng này trồng lên, cổ xương đùi không được đánh giá tốt. Và đối với xoay cong thì có một cái điều đặc biệt đó là mỗi chuyển máy mình sẽ thấy rõ hơn cái vùng này. Còn một cái lợi, một cái ví dụ của một cái tư thế X-quang AB này ha, mình khó khảo sát được cái máy phía trước, máy phía trước và máy phía sau của bộ cổ gối mình khó rất là khó đánh giá. Một cái tư thế option thứ hai là tư thế isolateral, tức là tư thế bên. Tư thế này được dùng trong trường hợp nặng, tư thế này dùng trong trường hợp là những bệnh nhân bị bất động hay một chấn thương nặng hay là những bệnh nhân phẫu thuật. Tại vì sao? Tại vì người ta sẽ chụp bên lệch và cái chân bên này là quay đầu chụp là chân bệnh ha, chân bên lệch là đưa lên thì chiếu vô. Thì lợi ích của tư thế này sao? Và khảo sát tốt được cái máy phía trước, máy phía sau của cổ gối và khảo sát được cổ. Như vậy đối với những cái tổn thương liên quan đến vùng cổ của xương đùi thì mình dùng như thế nào là tốt nhất. Tư thế tiếp theo là tư thế chân lách. Nhiều trường hợp rồi. Tư thế chân lách thì sao? Chụp về phía chân bệnh. Cho nên chính vì vậy thì sao? Rất là khó ha. Rất là khó những bệnh nhân mà bị chấn thương nặng trong vùng khớp háng thì rất là khó. Nhưng mà nếu mà chụp hai tư thế thì nó ra một cái tư thế đó là thôi sinh khớp háng hai bên dạng tư thế chân lách. Thì mục đích của cái tư thế này là gì? Đánh giá rõ được cái chỗ xương đùi, những cái tổn thương liên quan đến vùng chỗ xương đùi đánh giá rất là tốt trên tư thế này. Như vậy đối với một cái viêm X quang khớp háng thì có ba tư thế cơ bản nhất. Một là tư thế AB, đấy là một tư thế bên isolateral. Tư thế thứ ba nữa là tư thế chân lách. Thì mình phải nắm rõ mỗi tư thế là lợi ích như thế nào. Thế như vậy chúng ta khi mà mình chọn X quang khớp háng thì lúc nào mình cũng xem xét cái mật độ của xương ha và cấu trúc của các bè xương giống như nãy mình nói ha. Bữa nay mình nói đến có vùng là đen sao ạ, mình nói đến có đường chậu mu màu để ha, đường sen bên ngoài trong lý mà MRI của khớp háng. Như vậy MRI khớp háng được sử dụng khi nào? MRI khớp háng được sử dụng khi X-quang nghi ngờ có những tổn thương như là hoại tử, những tổn thương như là gãy chín, những tổn thương liên quan tới u. Những X-quang mà không ngại những cái gãy cổ xương đùi không như là ví dụ như gãy cổ xương đùi mà thuộc cái dạng theo phân tích Garden 1 thì MRI nó có vai trò cao, hay những gãy xương đùi mà dạng gãy mạch á, stress thì MRI vai trò rất là cao. Rồi đương nhiên cái này là chung của một cái MRI rồi. Tất cả các hạng liên quan đến cơ, mô nghệ hay là u xương, độ lan rộng thì phải chụp MRI hết. Còn với protocol là một cái MRI khớp háng thì khá là đơn giản ha, cũng tương tự như tất cả các khớp háng thôi. Thì mình dùng hai cái chuỗi xương đó là một cái tia để khảo sát thủy xương cơ dây chằng thì nó bất thường về tính hệ liên quan đến dịch. Thứ hai là mình dùng một cái ly và cái chuỗi xương quan trọng nhất là mình dùng bất corona. Corona T1 ha, TSE, bóp ROV lớn khảo sát hai cái chuyện của khớp háng luôn để khảo sát hết. Đây là Corona T1 khảo sát hết hai bên của khớp háng. Đây mình không có tìm mà đây hình trên cái trang camera master mình không có tìm cái nội khớp ở trong này. Slide này nó lấy từ cái slide của giáo sư khác của buổi trước ha, giải phẫu và các biến thể.
khi mình đọc cấp hai thì mình cần phải biết ha. Ví dụ giải phẫu, các nhìn thấy mũi tên này à, mũi tên này là phần sổ mũi tốt, nó hơi đen, cái này nó chiếu lên nó bị đen ha. Cái sụn một khối á, cái mũi tên từ lớn từ nhỏ ha, tức là cái sụn bị dày của cái sụn này là sao, đi từ trong ra ngoài ăn dần, nhưng mà ngược lại còn xuống đùi sao, ngược lại hai cái này ngược hướng với nhau. Phim này là phim nặng, phía dưới này là không có sụn, không có sụn. Chỗ này là cái dây đàn tròn ha, cho hình nó không được rõ lắm. Đối với trường phái của mình á, mình hay sử dụng cái này. Nhưng mà bữa trước cô có dạy á, những cái sách là Biology em đọc á, thì người ta cũng dùng cái này để đánh giá sụn. Nhưng mà cô đọc á, thì cô nói là biện pháp của cô là dùng sao? Dùng CT, đôi thuốc cũng quan trọng. Thì cô nói đánh giá rõ lắm, cô nói nè, nó có đường rồi, vậy nên rõ rõ rõ. Thì cô nói như vậy. Thì cái này là sâu quá, mình cũng không rành đâu. Cái nào tốt hơn cái nào mình thường thì em thấy những biện pháp lúc nào người ta cũng thích nữa. CT bơm thuốc hơn là cái hàng ngoài giống như vậy, giống như khớp vai vậy ha. Mấy cái CT khớp vai thì mấy thầy cô biện pháp lại thích siêu âm khớp vai nhiều hơn là đặt cái hàng ngoài khớp vai như vậy. Bơm thuốc ha, bơm thuốc vào khớp thì cái nổi lên là cái sụn ha. Thì cô nói là coi rất là dễ, rất là sướng ha, hàng ngoài coi xấu hơn, ví dụ vậy cô nói như vậy. Ở đây mình không có làm này, hay làm này, mà mình không có bơm thuốc cho nên mình cũng khó đánh giá hơn. Thì nó giống như khớp vai thì khớp há cũng có những cái túi mục dịch. Thì trong đó có những cái túi mục dịch mà phía vùng máu chuyển lớn nè, vùng máu chuyển lớn ở vùng này. Thì người ta ví cái vùng này giống như là vùng ngoài của máu rộng lớn ở khớp vai nè. Máu rộng lớn này, củ lớn ở khớp vai này. Thì nó cũng có những cái bệnh lý cái vùng liên quan đến vùng túi mật dịch ra thì nhớ ha. Còn bệnh lý túi mật dịch ở vùng máu chuyển bé, máu chuyển bé cái vùng này nè. Còn những biến thể giải phẫu ví dụ như chỗ này có một cái rãnh ha, rãnh sâu thì mình nhìn cho biết là một biến thể big four. Ở đây có một đây là cái nang ngày trong xương ha, nang thì đương nhiên là tốc độ cao tay và cái bắt thuốc gì đó bắt thuốc nhận quyền quanh vân vân. Thì em có một cái bài này nhưng mà do bận quá không chưa đưa vào. Thì biến thể này không phải là một hai đâu, biến thể này tới 16-17 cái sao á, em nhớ là vậy. Thì bây giờ em sẽ gửi cái bài này cho anh chị 16-17 cái biến thể như thế này. Nó là mình vô một cái thức án mà tôi biết nào là biến thể là biết. Người ta đã nghiên cứu một loạt biến thể rồi và mình có việc mà học lại thôi. Những cái năng cảnh khớp của bài ha, năng cảnh khớp. Rồi, đây đánh giá về cái tuổi mới sinh thì cái này nó chỉ là một điểm mở ra cho nên đầu tiên mình cũng chú ý bệnh lý có liên quan đến u xương, điểm mở còn chọn vào nói chuyện lớn đấy hạ sinh pháp thì dễ rồi. Rồi mình đi qua phần thứ ba của mình ha. Thứ ba của mình là quan trọng bởi vì đối với cấp tháng thì quan trọng đó là gãy xương cho nên nó là vai trò quan trọng đó là xoay nếu mà là không phải là CT hay MRI, phải đọc thôi. Thứ ba là cái mà cầu ra chỉ có chục thứ khác mà đi bên mình lý chấn thương để có khảo sát đầu tiên. Cho nên mình sẽ học về X-quang trước, mình nhắc lại thôi. Cái này mình nhắc lại cho mình biết hết rồi ha. Nhắc lại gãy đầu gần một sự đồ ha, thì gọi là hai phần. Hồi nãy em nói bao khớp bao phủ gần hết, hoặc trước là bao phủ gần hết cái bộ của xương đồ. Gãy, cho nên người ta chỉ làm hai dạng đó là gãy trong và ngoài bao. Gãy trong bao thì còn có ba vị trí gãy ha, dưới, giữa, là cổ. Gãy ở ngoài bao thì đường liên mối chuyển và dưới liên mối chuyển. Trong cái gãy trong bao đó, thì người ta chia làm ra đi phân tiết theo tác giả ra đi này có 4 tiết đấy ha, thành bên họ lại ha, 1, 2, 3 dưới này là ngoài bao. Đây, người ta cũng dựa vào đường sinh tinh lai như vậy khi mà đọc qua của một thức hai đây ha, đây một cái gãy cổ xương đùi, thế này đánh giá tốt của vùng hậu vùng cổ xương đùi, tức là những cái gai đinh trước một á, gai đinh trước một rất là khó. Bốn tiết của gai đinh nhắc lại là một cái đường gãy mà không hoàn toàn ha, cho nên mình nhìn X quang thì mình không thấy cái đường tối quan, mình thấy những cái đường như là mất liên lộ nhẹ phía vỏ xương của này hoặc là chỗ này rồi, có một những đường sơ xương hay là những đường trọng mảnh xương lên ha. Tiếp theo là gãy hoàn toàn này. Như là tiếp 3, tiếp 4 thì tiếp 3 có như là tiếp 4 thì
nó bị trộn cái đầu cây sinh đôi lên luôn, cái hồng hòn đây ha. Đây là đây, người ta giới thiệu của mình cái gia đình tiếp một tư thế đây là cái isolatero ha. Này, đánh giá tốt của bụng cổ ha, có hình xấu ha. Giờ thấy cái chỗ này nồng độ xương nó cao em không ạ, nó chỉ trồng ảnh của xương, trồng ảnh xương có sự mất liên tục nhẹ chỗ đây một tí ha. Có gì lấy slide về coi lại ha. Và sự trồng ảnh đây, đây là cái gia đình tiếp một. Cái đến tiếp hai dễ rồi ha, cả hoàn toàn không kèm với một cái trật khớp. Cái đến tiếp bốn này lại quá dễ rồi, đẩy và di chuyển lên trang, lên trang và xoay xoay ngoài, xương đùi sẽ bị ngắn lại và xoay ngoài. Tại sao biết xoay ngoài? Thấy rõ cũng thấy rõ có chuyện lớn nó rõ đây, thì đó là xoay ngoài. Như vậy đối với gãy thì có cái đến 1, 2, 3, 4 thì người ta chỉ nhấn mạnh đối với gãy cái đến tiếp một ha. Còn cái đến 2, 4 thì dễ rồi, ai làm cũng được. Cái đến thứ một là một dạng nghẽn nán, thì nếu mà người ta đúc người ta nói là một khi mình nghi ngờ thì bắt buộc phải chụp CT. Cái đến thứ một sao có thể điều trị bảo tồn, nhưng mà bảo tồn sao đây một bác sĩ có kinh nghiệm và thằng mới thay đổi việc chỉ là bởi vì nhắc đi nhắc lại cái trong ba nguy cơ sao, nguy cơ thiếu máu vì tổn thương cái vòng phục hồi nhiều lắm, mà đồng mạch mũi bị trong và ngoài thì dẫn đến thiếu máu và dẫn đến hoại tử rất là nhiều lắm. Thứ hai nữa, khớp háng của mình là khớp rất là đặc biệt, nó một khớp chịu lực rất là nhiều so với khớp vai hay là khớp gối. Khớp háng là rất là nặng, người ta bên ngoài cho mình một ca, mỗi ca một cái nghẽn nén để nó tiếp một như thế không, có đường sơ xương thăng nằm bộ xương vùng cổ xương đùi ha. Sau có ba tuần ha, ba tuần thôi ha, chuyển thành năm thứ ba thứ bốn không rồi, là một cái ca mà điều trị không thay đổi không tốt thì nó sẽ làm một đường đấy thải lên thứ này thứ ba thứ bốn luôn rồi. Thứ một đại khái nhớ lại ha, thứ một là thứ có thể điều trị bảo tồn nhưng cần phải theo dõi một cách chặt chẽ, nhất là cần phải chụp MR để đánh giá thêm đây là cái phù cái xương nó như thế nào. Rồi mình qua cái này phần thứ hai, phần đây nói cũng giản nữa là gãy liên mối chuyển, mà đã là một cái gãy liên mối chuyển thì thường nó có gì là đã có gì lợi rồi, đương nhiên phải phẫu thuật rồi, không còn phải đo những cái việc mà điều trị bảo tồn hay là phẫu thuật cả. Và người ta nhấn mạnh cải liên mối chuyển thì là nguy cơ tổn thương mạch máu hơn là cái vùng cổ, như là vùng cải trong bao khớp, bởi vì vùng này sao, vùng này là được không có ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn gì hết, mà cũng được sang ngoài. Và ngoài ra thì cái vùng mà dưới mối chuyển thì còn được cấp máu bởi những cái nhánh của những cái cơ vùng đùi ha. Cho nên nó lượng máu đó này rất là phong phú. Cho nên là đã nhấn mạnh nè, nếu mà lỗ gãy máu chuyển bán thì sao, máu chuyển bán nếu mà gãy đơn thuần thì rất là bất cập, nếu có thì ra còn là gãy dọc giống như những trường hợp mà học thang quay cũng gối là gãy dọc của còn phía trước của ngon chạy ra gãy dọc. Còn nếu không thì liên quan đến một cái pathology, tức là những tổn thương liên quan đến gãy bệnh học ha. Ví dụ như là metastase hoặc là ít có một cái gãy mà mối chuyển bán mà gãy đơn thuần. Đây là hình minh họa, đây là đọc dễ mình biết đây là cái gãy ngoài ba khớp, một đường gãy rất là lớn, gãy luôn mối chuyển bé là luôn ha. Rồi, đường đây là sao? Đường đây là vừa là kết hợp đã đi mối chuyển vào dưới mối chuyển vào có gì là ở đây em coi ha, em coi là sao? Đối với em coi đối với trường hợp này như nhắc nhắc lại cũng như là khó thì bắt buộc phải dùng em coi dễ thì thôi phải nói ha, một cái đường gãy đây, một đường gãy. Và đặc biệt em loay có tác dụng đối với những đường gãy 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 đơn một trong cổ. Một khớp háng đây ha, cái xoạc cái đường thường thấy bình thường mà cảm giác như bị lệch lên ngắn lại và thấy rõ được mối chuyển bé và thấy rõ được mối chuyển bé của mình, tôi thấy bệnh nhân sẽ bị xoay ngoài và tôi nói là phải thắng thường thì khi chụp em loay lên thì tổn thương rất là dễ sợ ha. Thường là mình dùng T1 đánh giá được đường chảy và cái T2 phát sát là mình đánh giá cái độ lan động độ phù của xương là chính, còn đường gãy thì được đây T1 đây một cái gãy bán phần
cái dạng gãy thứ một cái dạng tổn thương thứ hai nữa là IVN. IVN thì gặp hoài rồi ha. IVN IVN thì có thể bị một bên hoặc hai bên. Và ta giải thích đó là gì? Đó là do móc cấp máu đến mô xương, cho nên tế bào xương chết. Mà tế bào xương chết thì phải xương sẽ bị sụn đỏ. Mà khi bị sụn đỏ thì dẫn đến một cái OA thứ hai. OA thứ hai, OA tức là thoái hóa khớp à, viêm xương khớp. À, điều trị giai đoạn sớm thì đương nhiên rồi ha, một điều trị giai đoạn sớm rất là tốt bởi vì nó liên quan đến tiên lượng không tiếp. Thì nguyên nhân của một IVN này có thể là do chấn thương, nhưng mà đang đề cập tới cái bài này không phải là chấn thương, mình đề cập tới những bệnh lý mà không do chấn thương. IVN nguyên khác không rõ nguyên nhân, không phải do chấn thương, liên quan đến những cái này những gì đã rõ biết rồi. Những người mà dùng là steroid, người nghiện rượu, những người là lý phòng thủ liền vân vân vân, những người mà thở bỏ thở lạnh dưới biển sinh ra như tơ là phát mạch phát khí gì đó ha. Và IVN này xảy ra ở độ tuổi trung niên nam lớn hơn nữ thì đúng thì không điển hình, chứ nó không điển hình cơ khác hầu như tất cả những cơ khác đều không điển hình bởi vì cơ khác nằm rất là sâu, rất là dễ cảm đoán nhầm những người bệnh lý khác nhau, cho nên nếu mà khó quá thì có vai trò của mình. Thì vai trò cho nó là X quang sẽ liên quan lại đã này. Nhưng mà ở đây mình nhắc lại cái X quang với MRI thôi. Thì X quang mình đã chia làm một phân bố, lúc đầu chia ba, lúc mình chia bốn đủ thứ hết, năm này qua năm kia đọc đi sau nuôi chia khác lớn hết. Nhưng mà tóm lại là cái gì nhớ bốn thôi, nhớ bốn thì ha. Nhưng mà các chị hãy đọc là dưới hình liền nè, đúng không? Dưới hình liền mình hay đọc là dưới hình liền liền. Nhưng mà dấu hiệu này là sao? Mọi người dưới hình liền tức là nó đã có sập rồi, đã sập về mặt cỏ, nó đã kế điều rồi, tức là giai đoạn này là giai đoạn không hồi phục nữa rồi. Ừ, mà đọc X quang mình sẽ thấy được giai đoạn. Còn những cái đây giai đoạn này thì sao? Mơ hồ lắm ạ. Nó phải là kè cho thôi chứ khá là mơ hồ. Ví dụ ha, vùng này là sao? Giai đoạn này là bố rồi, đúng không? Xẹt đúng rồi, thấy hoa khớp, xương dưới sụn rồi, hẹp con khớp gãy, về mặt cỏ này dẹp rồi ha. Đây thấu màng ha, dễ bị bệnh liền ha. Bắt liên tục thấy cái thằng chọn đó à, nó liên tục thằng chọn đây là giai đoạn 3 rồi. Co lép á, một cái sập xương, đây là 4 rồi. Hẹp cái khớp thì sao, cái này đi thay khớp rồi ha. Giai đoạn 3 cũng phải ha, rồi. Như vậy đối với MRI, như vậy X quang là không có giá trị hết. Chỉ có vai trò để hỗ trợ khẳng định thêm khẳng đoán thôi. Ngoài ra thì có việc phát hiện X quang đang giai đoạn 1 này. MRI sao? MRI độ nhạy cao, cho nên nó giúp cho mình khẳng đoán chính xác phân giai đoạn bệnh luôn. Ngoài ra MRI đánh giá được độ nặng, giúp tiên lượng hướng dẫn và theo dõi điều trị. Thì protocol đối với chuyện một IVN thì cũng tương tự ha. Một thứ khác quan trọng nhất là này ha, thì cho nên dù những trường hợp nghi ngờ hoặc đi chỗ thì người ta có thể chọn một cái Volant T1 FOV lớn để khảo sát hai bên. Rồi sau đó người ta làm một cái ISO Optics để đánh giá mặt trước trên. Mà tại sao đánh giá mặt trước trên? Bởi vì mặt trước trên là cái mặt chịu lực đối với các khác, cho nên tổn thương IVN thường là những tổn thương liên quan đến mặt trước trên. Như vậy thuốc này sao? Cái cầm khi mà chỗ đó IVN, cái cầm tiêm thuốc đó, thì người ta có một ba lý do này ha. Tiêm thuốc giúp cho mình phân biệt vùng hoại tử, vùng xương hoại tử và vùng phục hồi nó như thế nào. Thì người ta thấy cái này thì cũng không quan trọng đâu. Thì mình dựa vào cái MRI bình thường là được rồi. Cứ hoại tử là thấp, mô sống là tín hiệu thấp 1, cao 2, còn mô chết thì đương nhiên nó là mô sơ, mô sơ tín hiệu thấp. Cái này giống như là gì? Cái này giống như mình các anh chị mà học các MRI cực càng, người ta cũng nói là có cần tiêm thuốc hay là không. Nó cũng giống như cái chỗ này. Nhưng mà sao? Nhưng mà rối cuộc thì sao? Có còn hơn không đúng không? Nhưng mà có tiêm thì cũng tốt thôi, không sao hết. Tiêm thì nó sẽ làm SNR tăng lên, tăng cái độ tương phản lên, tăng độ ly giải. Ngoài ra nó đánh giá rõ được bờ trước phẫu thuật và không có được mảnh ghép. Mảnh ghép này là có mạch máu lưu hay là không? Thì đó là những ít lợi của việc tiêm thuốc thôi. Nếu mà tiêm được thì nó giá ngang, còn không tiêm thôi mình vẫn đánh giá được tốt tương tự, không sao hết. Trước đây là tác giả đã đọc nhiều
đề rất là phức tạp. Thì có rất là nhiều phân độ, mình đọc phân độ nào cũng được hết. Thường mình dùng cái co đây, co 1 4. Thì đây, bản phân độ co này ha, về sợi cái mạng mình thấy liền. Hoặc co này, người ta chia làm 4 phân độ. Trong đó phân độ từ 1 tới 3 thì người ta chia làm phiếu tiếp. Phiếu tiếp tức là người ta dựa vào góc vị trí tổn thương để là phân độ mức độ nặng của nó nữa. 1 tới 3. Thì thông thường á, đối với Android mình sẽ khảo sát độ 1 và độ 2. Đúng rồi. X-quang thì có dấu hiệu liền luôn. Có giai đoạn 2 thì chưa có dấu hiệu liền rồi. Qua giai đoạn 3 thì có dấu hiệu liền. Mà đã có X-quang rồi thì sao? Android không còn làm, mất tiền hết, phí và mất công. Còn khi mà càng giai đoạn sau thì liên quan đến xương nhiều. Và liên quan đến xương nhiều thì đương nhiên Android không còn tác dụng nhiều nữa. Như vậy Android chỉ có tác dụng ở giai đoạn 1-2. Từ này trở về sau là không cần biết. Ở giai đoạn không là sao? Giai đoạn không hầu như tất cả các xét nghiệm đều âm tính hết. Người ta nhắc sơ bộ này một tí thôi. Sơ bộ là cái tình trạng loãng xương thoáng qua. Loãng xương thoáng qua mình ví dụ như mình đo loãng xương mình hay đo cổ xương đùi đúng không? Một cậu vậy thôi. Thì cái phần này nó trùng lắp của một IVN thì người ta nói là những IVN mà giai đoạn sớm thì nó có phù vĩ xương. Phù vĩ xương khoảng 30-50% thôi. Mà thật sự cái phù vĩ xương đối với IVN ở giai đoạn không này là sao? Rất là mơ hồ. Mà không biết là phù vĩ xương do IVN hay là nhà phù vĩ xương khó qua những bệnh nhân bị loãng xương. Mình không biết được ha. Đây là phần ghi của Android, bắt thuốc tổng trường. Phù vĩ xương thường nó sẽ không có lan xuống dưới đây. Tập trung quanh cái vùng này thôi ha. Phù vĩ xương IVN thì đương nhiên là nó không có tự giới hạn, không có tự giới hạn được. Ở tường nó sẽ kèm theo nhiều cái tổn thương khác. Ví dụ á, X quang bình thường cái phù vĩ xương ha kèm theo những cái đường này ha, đường này ha. Rồi đây là loãng xương, loãng xương thì phù vĩ xương thường nó sẽ lan rộng hơn. Nhưng mà sợ trình độ hai này rất là khó. Chỉ nhắc nhưng chỉ thấy thôi chứ còn rất là khó. Cái này là rõ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có dấu hiệu phù vĩ xương cái hiệu thiệt nhẹ á, sụp nhẹ dài từ mặt rõ ra. Tức là IVA đã ở giai đoạn thứ 3 rồi. Tắt phần xương dưới sụn luôn. Giai đoạn 1 là giai đoạn cần.